Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2591. Thái Hạo, chẳng lẽ thật sự phải khai chiến với bọn họ ngay bây giờ sao? Trảm Thiên Long, từ đầu chúng ta đã không thể tránh được sẽ đánh nhau với bọn họ. Bùng nổ chiến tranh cũng chỉ là sớm muộn thôi. Giọng nói của Thái Hạo có hơi do dự, cái này tôi biết. Nhưng chỉ vì một mình Dược Đường mà phải đánh nhau một trận lớn, như vậy có đáng không? Trảm Thiên Long nhíu mày. Thái Hạo tiếp tục nói, ở trong núi Vạn Thần, tuy rằng hai phái của chúng ta đều có được thu hoạch riêng, cũng lấy được truyền thừa như mong muốn, nhưng mà bảo vật tốt nhất vẫn là nằm ở trong tay Dược Đường. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Khương Thuần đang đứng bên cạnh Đường Tuấn. Trong lòng Trảm Thiên Long dục dịch. Sinh linh do mạch khoảng thần thánh sinh ra xác thật là bảo vật tốt số một trong núi Vạn Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ cần sử dụng một cách hợp lý, một mạch khoáng thần thánh cũng đủ để chống đỡ một môn phái, có thể không ngừng sinh ra thần quân. Trảm Thiên Long hỏi, vậy ý của anh là? Thái Hạo trầm giọng nói, Được Đường muốn các phái của chúng ta che chở cho anh ta, điều này có thể. Chỉ cần anh ta đem mạch khoáng thần thánh chia cho chúng ta, như thế cho dù thật sự phải đánh một trận lớn với ngoại vực cũng đáng giá. Nhưng nếu anh ta không muốn bỏ ra mà lại muốn cho chúng ta ra mặt vì anh ta. Đừng có mơ. Tuy rằng Trảm Thiên Long cảm thấy điều này có hơi không công bằng với Đường Tuấn, nhưng cũng cảm thấy Thái Hạo nói có lý. Nhìn thấy vẻ mặt của Trảm Thiên Long, Thái Hạo nói, anh đi thông báo cho thầy và các trưởng lão của anh. Trảm Thiên Long khẽ gật đầu. Bốn người Đường Tuấn, Ly Thanh Trần, Mộ Thanh và Khương Thuần đứng chung một chỗ. Mộ Thanh và Ly Thanh Trần đều lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười, nói, anh Dược, anh yên tâm đi. Chỉ cần có chúng ta ở đây, Độc Cô Lão Ma sẽ không hại anh được. Hy vọng như thế, Đường Tuấn cười cười, đại bộ phận tinh thần đều đang chậm chậm thôi động pháp lực để chữa thương. Lúc này, trạng thái của anh vô cùng xấu, không cần bậc cường giả như Độc Cô Lão Ma ra tay mà Thái Hạo và Trảm Thiên Long cũng đều có thể dễ dàng giết được anh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên trong đầu Đường Tuấn, bác sĩ Dược, xin hỏi người bên cạnh cậu là ai? Tôi nhớ là trong mấy môn phái của chúng ta đều không có cậu ta. Giọng nói này là của Tô Minh Thao, trưởng môn hiện tại của Đại Diễn Các. Tới rồi. Đường Tuấn căng thẳng đáp, cậu ấy là bạn của tôi, tên là Khương Thuần. Hừ, bạn gì chứ? Rõ ràng là sinh linh do mạch khoảng thần thánh sinh ra. Tô Minh. Thao quát, chuyện này cậu định tính toán giấu chúng tôi tới khi nào? Lúc này, Kiều Bất Di cũng truyền âm nói, bác sĩ Dược, cậu không nên giấu chúng tôi. Chương 2592. Tuy là truyền âm, nhưng cũng không thể qua mắt được ông lão Đan Thành và thần đế đang đứng ngay đó. Hai người kia nghe vậy thì cùng nhướng mày, nhìn về phía Khương Thuần. Có thể tinh tế phát hiện, ánh mắt của bọn họ đang trở nên nóng bỏng. Lúc này, Độc Cô Lão Ma cũng chú ý đến sự khác thường của đám người thần đế bên này, trên mặt trái lại lộ ra tươi cười, cũng không có ý định nhân cơ hội này để ra tay. Dưới cái nhìn chằm chằm của mấy người này, Khương Thuần lập tức cảm nhận được khí tức lạnh lẽo đang áp chế cậu ta. Tô Minh Thao cười lạnh lùng, nói cậu ta đương nhiên muốn giấu chúng ta. Như vậy, cậu ta có thể độc chiếm được một mạch khoáng thần thánh. Chúng ta lại vì cậu ta mà không tiếc khai chiến với người ngoại vực, cậu ta lại ngồi đó ngư ông đắc lợi. Bác sĩ Dược tính toán thật hay. Kiều Bất Di thở dài, nói, bác sĩ Dược, cậu phải cho chúng ta một lời rõ ràng. Bởi vì quan hệ giữa Ly Thanh Trần và Mộ Thanh nên Ly Hoàng và ông lão Đan Thanh cũng không nhiều lời, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khương Thuần lại không hề che giấu sự tham lam. Đường Tuấn thở dài, nói các ông muốn như thế nào. Tô Minh Thao nói, rất đơn giản, mấy phái chúng ta chia đều mạch khoáng thần thánh này. Đường Tuấn nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Tô Minh Thao cười lạnh lùng, nói, vậy đừng nghĩ đến chuyện chúng tôi ngăn trở thế lực ngoại vực cho cậu. Đợi cậu chết rồi, chúng tôi cũng có thể phân chia mạch khoảng này. Dược Đường, lúc chúng tôi cần đến y thuật của cậu mới gọi cậu một tiếng, bác sĩ. Nếu không cần, trong mắt chúng tôi, cậu cũng chẳng là cái thứ gì. Đừng có mà không biết điều. Hơn thế, bảo vật vẫn là cần người có thực lực tương xứng bảo vệ mới phải. Tôi cho cậu thời gian 10 lần hô hấp để suy xét. Nói xong. Tô Minh Thao cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của Đường Tuấn đảo qua, mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đang không ngừng cười lạnh lùng, mà ông lão Đan Thanh và thần đế lại có tật giật mình, không dám nhìn thẳng anh. Ánh mắt của Thái Hạo và Trảm Thiên Long trở nên nóng rực, im lặng nắm chặt tay. Tôi không đồng ý.
Chỉ sau 3 lần hô hấp, Đường Tuấn đã đưa ra câu trả lời. Cái gì? Ánh mắt Tô Minh Thao lộ ra vẻ lạnh lẽo. Lúc ông ta nói chuyện, Đường Tuấn cũng hành động. Đường Tuấn và Khương Thuần giống như đã hẹn trước với nhau, đồng thời vọt về phía sau. Ở phía sau họ là đang con đường không gian đang chậm rãi khép lại. Mơ tưởng, Tô Minh Thao lập tức hiểu được ý nghĩ của Đường Tuấn, pháp lực ngưng tụ trong tay biến thành một bàn tay khổng lồ vươn tới chỗ Đường Tuấn. Lúc Đường Tuấn và Khương Thuần sắp chui vào con đường không gian, bàn tay khổng lồ của Tô Minh Thao lại tới trước một bước, suýt chút nữa đã bắt được hai người. Được rồi, thần đế bỗng nhiên nói. Pháp lực bàn tay khổng lồ của Tô Minh Thao đột nhiên rối loạn. Thừa dịp này, trong nháy mắt, hai người Đường Tuấn và Khương Thuần lập tức chui vào con đường không gian. Ngay sau đó, con đường không gian đóng lại hoàn toàn. Chương 2593, thật là chúng ta cùng nhau phát hiện sao? Ly Hoàng. Nhìn thấy con đường không gian bị đóng lại, Tô Minh Thao giận dữ hét lên lên. Chỉ một chút thôi, ông ta sẽ có thể bắt được Đường Tuấn và lấy được thần thánh mạch khoáng. Hia mắt đỏ hoe của ông ta nhìn chằm chằm vào Ly Hoàng, nếu không quan tâm đến sức mạnh và thân phận của đối phương thì ông ta đã làm được rồi. Thần thánh mạch khoáng liên quan đến việc ông ta có thể đột phá đến cảnh giới thần quân hay không, hiện tại hy vọng này đã bị chôn vùi. Ly Hoàng nhẹ giọng nói, ông muốn động thủ với tôi. Tô Minh Thao nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động thủ. Thực lực của Ly Hoàng hôm nay đã đạt tới cảnh giới thần quân, còn lâu mới có thể sánh được. Nhưng ông ta thực sự không muốn tổn thất thần thánh mạch khoáng theo cách này, ông ta thật sự không cam lòng. Sư phụ, mọi người tranh thủ thời gian hợp lực mở ra con đường không gian. Không được để cho Đường Tuấn trốn đi như thế này. Giọng nói của Thái Hạo khẩn trương. Tô Minh Thao thở dài và nói, không còn kịp rồi. Ông ta tức giận nhìn chằm chằm Ly Hoàng, nói, ngọn núi vạn thần ẩn giấu trong hư không, thay đổi vị trí từng giây từng khắc. Chỉ khi đến một phạm vi vị trí nhất định, chúng ta mới có cơ hội mở ra. Vào rồi khi con đường không gian vừa đóng lại, núi vạn thần đã rời khỏi vị trí này. Nếu muốn mở lại núi vạn thần, phải mất ít nhất mấy chục năm nữa. Khi ra khỏi phạm vi này, núi vạn thần sẽ rơi vào hư không hỗn loạn, trở nên nguy hiểm hơn trước gấp mấy lần, hư vô chi lực sẽ giết chết tất cả sinh vật bên trong. Ngay cả khi núi vạn thần được mở ra sau mấy chục năm, hai người họ có thể sẽ chết từ lâu rồi. Thái Hạo nghe xong không khỏi giật mình. Ngay lập tức, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng cùng hận ý, Đường Tuấn, anh muốn chết thì cứ tự mình chết đi, tại sao lại mang theo thần thánh mạch khoáng? Trảm Thiên Long tuy rằng cũng tiếc nuối, nhưng tâm lý cũng tốt hơn Thái Hạo, vỗ vỗ vai Thái Hạo nói, anh ta không muốn cúi đầu, có lẽ đây là cái kết tốt nhất. Thái Hạo nói, chó má, tại sao anh ta lại ích kỷ như vậy? Thần thánh mạch khoáng là chúng ta cùng nhau khám phá ra, anh ta dựa vào cái gì mà làm như vậy? Thật là chúng ta cùng nhau phát hiện sao? Trong nội tâm Trảm Thiên Long thở dài, không thuyết phục nữa. Nếu như không có Đường Tuấn, bọn họ đã chết ở núi Vạn Thần từ lâu rồi, Trảm Thiên Long cũng không quên chuyện này, cho nên lúc này, anh ta cũng không quá ghét Đường Nghiêu, ngược lại anh ta cảm thấy có chút hối hận và cảm thấy anh ta không nên bức bách đối phương như vậy. Ly Hoàng nhìn Độc Cô Lão Ma, cau mày nghiêm nghị nói, Độc Cô Lão Ma, ông hài lòng với kết quả này sao? Sẽ có một cuộc chiến khác. Độc Cô Lão Ma cười nói, tôi cũng không làm cái gì, đều là các người ép chết anh ta. Chương 2594, tại sao cậu không nói những điều này sớm hơn? Thật đáng tiếc, nếu không, với tài năng của anh ta có thể đưa tinh vực chu tước của ông trở lại đỉnh cao. Lần này nếu không có anh ta... Tất cả đệ tử và hậu bối của ông đã chết ở núi Vạn Thần từ lâu rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Mấy người Tô Minh Thao và Kiều Bất Di đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như đã bỏ sót một thứ gì đó quan trọng. Mặc dù biết Đường Tuấn đã giết Tần Thiên và những người khác, nhưng tình huống cụ thể như thế nào bọn họ chưa kịp hỏi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Đường Tuấn và Thái Hạo cùng những người khác kết hợp với nhau, dù sao thì Thái Hạo và những người khác đều có một vài thế chất đặc biệt. Lại nhận được quyền thừa kế nên không thể coi thường thực lực của họ. Chính vì những suy đoán chủ quan này mà bọn họ mới dám bức bách Đường Tuấn, dù sao thì Thái Hạo và những người khác vốn có thể chất đặc biệt đều không kém Đường Nghiêu về tiềm lực và thực lực. Nhưng bây giờ nghe ý tứ của Độc Cô Lão Ma, dường như nó còn ẩn chứa một ẩn tình khác. Thái Hạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở núi Vạn Thần?
Tô Minh Thao trầm giọng hỏi. Cái này. Thái Hạo vẻ mặt xấu hổ, khó nói ra được. Dù sao, việc tu luyện của anh ta ở núi Vạn Thần đã vi phạm đạo nghĩa. Thấy vậy, trong nội tâm Tô Minh Thao chìm xuống, kêu to còn không nói. Trên trán Thái Hạo xuất hiện những hạt mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ bối rối. Lúc này, Mộ Thanh mới đứng lên, lạnh lùng nói, anh ta không dám nói, để tôi nói cho. Để chứng minh những gì mình nói là đúng, Mộ Thanh trực tiếp rút ký ức của chính mình để tạo thành một hình chiếu và phát nó lên không trung. Sau khi xem trận chiến trên núi Vạn Thần, Tô Minh Thao, Kiều Bất Di và những người khác đều im lặng. Sư phụ, thầy nghe con nói. Thái Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta vội vàng muốn giải thích. Ba tương đương. Tô Minh Thao dùng trái tay tát thẳng vào mặt Thái Hạo, hai cú tát dùng lực rất lớn khiến Thái Hạo phun ra máu. Giọng nói của Tô Minh Thao lạnh thấu xương, tại sao cậu không nói những điều này sớm hơn? Khi cậu bước vào núi Vạn Thần, tôi đã giải thích điều đó với cậu như thế nào? Những sư đệ, sư muội kia của cậu đều do cậu hại chết, cậu còn mặt mũi nói sao? Thái Hạo một tay che má, tựa hồ không thể tin được Tô Minh Thao đánh lại đánh anh ta, sau một hồi sững sờ nói, cho dù là như vậy, anh ta lấy được thần thánh mạch khoáng cũng nên giao ra, dựa vào cái gì mà hắn chiếm một mình. Hơn nữa, vì một người chết mà phải phát hỏa lớn như vậy hả thầy? Ánh mắt Tô Minh Thao lộ ra vẻ đau khổ và tức giận, nói, nghiệp chướng. Cậu đã dùng bao nhiêu lực, chẳng lẽ trong lòng cậu còn không biết rõ sao, còn mặt mũi nói những câu như vậy sao? Bác sĩ Dược, tôi thật sự xin lỗi anh, tôi có lỗi với anh ở đại diễn các. Khuôn mặt của Tô Minh Thao đầy vẻ tiếc nuối. Chương 2595, Thánh Linh Hoa. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Đường Tuấn trong trận chiến trên đỉnh núi Vạn Thần, ông ta nhận ra rằng mình vẫn đánh giá thấp đối thủ. Với tiềm lực và thực lực như vậy, Thái Hạo có thể so sánh sao? Nhất định chỉ cần có Đường Tuấn, Chu Tước Tinh Vực ở Vạn Tiên nhất định sẽ phô trương phong thái, Chu Tước Tinh Vực càng có hy vọng vực dậy. So với loại này, một cái thần thánh mạch khoáng là cái gì? Kiều Bất Di và ông lão Đan Thanh cũng lộ rõ vẻ tiếc nuối. Nếu bọn họ sớm biết như vậy liệu họ còn có thể làm như vậy sao? Đáng tiếc, không có nếu như. Độc Cô Lão Ma nhìn bọn họ, nụ cười càng rạng rỡ hơn, và nói, chính các người đã phá hủy hy vọng của Chu Tước Tinh Vực mình, cũng đừng trách tôi. Nhìn các người thật đáng thương, vì vậy hôm nay tôi sẽ không chiến đấu. Sau khi nói xong, ông ta rời đi cùng với Thiên Ma Môn và một số thế lực ngoại lai khác. Tô Minh Thao cũng rời đi cùng với Thái Hạo. Dù biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhưng không thể cứu vãn được, chỉ mong Thái Hạo sẽ không để ông ta thất vọng ở Vạn Tiên Hội lần sau. Kiều Bất Di cũng rời đi cùng những người từ Chiến Thần Tông. Mộ Thanh đứng trong hư không, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm vào hướng Đường Tuấn biến mất. Ông lão Đan Thanh thở dài nói, Mộ Thanh, con cũng đừng quá buồn. Mộ Thanh đột nhiên cười nói, sư phụ, Dược Tiên Sinh nói với con rằng anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, con tin tưởng anh ấy. Ông lão Đan Thanh khẽ giật mình. Có khả năng ư? Hư không loạn lưu sắp quét sạch núi Vạn Thần, quét sạch mọi sinh linh, dưới sức mạnh đó, huống chi là Đường Tuấn, ngay cả thần quân chết cũng không có chỗ chôn. Nhưng ông ta vẫn không đành lòng nói thêm. Mộ Thanh lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng nói run run nhưng kiên định, sư phụ, chúng ta về đi. Con sẽ cố gắng tu luyện và đợi Dược Tiên Sinh trở lại. Cuối cùng chỉ còn lại hai cha con Ly Hoàng và Ly Thanh Trần. Cha, con thật sự không có hy vọng sao? Ly Thanh Trần miễn cưỡng hỏi. Ly Hoàng nói, trừ phi có thể xé rách nhất giới bình chướng, nếu không căn bản không thể chạy trốn. Ly Thanh Trần im lặng. Xé rách nhất giới bình chướng, ít nhất tu vi cũng phải thần quân đỉnh phong. Ly Hoàng đột nhiên nói, đây là bác sĩ Dược để lại cho con. Ông ta mở lòng bàn tay ra, trong đó có một cảnh hoa như băng màu xanh da trời, bên trong tỏa ra ánh sáng và hơi thở yếu ớt, làm cho linh hồn người rung động. Thánh Linh Hoa. Ly Thanh Trần lạc giọng. Chương 2596, cậu có tin tôi không? Ly Hoàng nói, sau khi ta đỡ đòn của Tô Minh Thao cho cậu ta đã đưa cái này cho ta. Bác sĩ Dược có một đại ân lớn đối với vương triều Chu Tước của chúng ta. Ly Thanh Trần nắm lấy cánh Thánh Linh Hoa trong lòng bàn tay,
nghiến răng nghiến lợi nói, Dược tiên sinh, anh nhất định phải sống. Trong núi Vạn Thần, Đường Tuấn và Khương Thuần đứng trên đỉnh núi Vạn Thần, nhìn lên bầu trời. Thật lâu sau, Đường Tuấn thở dài, không ngờ lại bị ép tới như vậy. Anh từ trong nhẫn không gian lấy ra Thánh Linh Hoa, đưa cho Khương Thuần, nói cái này cho cậu. Thánh Linh Hoa tổng cộng có 9 cánh hoa, sau khi đưa cho Mộ Thanh và Ly Thanh Trần mỗi người một cánh, vẫn còn lại 7 cánh. Khương Thuần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay có chút run cầm lấy Thánh Linh Hoa, hít sâu một hơi. Anh ta tháo 3 cánh Thánh Linh Hoa đưa cho Đường Tuấn rồi nói, dựa theo lời hứa trước đây của chúng ta sẽ chia đều tháng Linh Hoa. Thánh Linh Hoa có 9 cánh, anh đã đóng góp rất nhiều, lần này anh đã cứu mạng tôi nên chia làm 5 cánh, 3 cánh hoa này cộng với 2 cánh anh lấy đi thì đúng là 5 cánh. Anh có ý kiến không? Đường Tuấn lắc đầu, lần phân chia này quả thực rất công bằng. Nhận lấy 3 cánh hoa của Thánh Linh Hoa, Đường Tuấn kích hoạt pháp lực của mình, cánh hoa Thánh Linh Dinh này hóa thành một luồng khí chảy vào trong lỗ mũi của anh, rồi dung hợp với linh hồn của anh, tẩm bổ linh hồn của anh từng chút một. Trước khi Đường Tuấn có thể cảm nhận hết được sự ảo diệu của Thánh Linh Hoa, toàn bộ ngọn núi Vạn Thần đột nhiên rung chuyển, không gian ngọn núi Vạn Thần bắt đầu sụp đổ, từng luồng chân khí từ trong hư không vỡ nát tuôn ra. Hư không loạn lưu. Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Đường Tuấn và Khương Thuần đứng trên đỉnh núi Vạn Thần, ngẩng đầu nhìn lên hư không loạn lưu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hư không loạn lưu giống như thủy triều màu xám, tiến đến nơi hai người đang đứng với tốc độ nhanh chóng. Dưới sức mạnh kinh thiên động địa này, không nói tới hai người bọn họ, ngay cả cảnh giới thần quân cũng sẽ bị trọng thương. Khương Thuần nắm chặt tay, trong nội tâm cảm thấy không cam lòng. Anh ta vừa mới biến thành sinh linh không lâu, thật sự phải kết thúc như thế này sao? Đường Tuấn nhìn hư không loạn lưu xám xịt, vẻ sợ hãi trên mặt biến mất, thay vào đó là một loại kiên quyết. Anh nhìn Khương Thuần, nghiêm nghị hỏi, cậu có tin tôi không? Khương Thuần sửng sốt một chút, sau đó mới gật đầu. Chương 2597. Chẳng qua bây giờ thời khắc sinh tử đã đến, đối mặt với hư không loạn lưu, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh dồn pháp lực còn lại trong người vào chiếc chìa khóa. Trong lòng anh có chút khẩn trương, bởi vì hiện tại anh đang ở núi Vạn Tiên, anh không biết liệu mình có thể mở được lối đi dẫn đến bí tàng của Chu Tước Thần Quân hay không. Chỉ nghe thấy một âm thanh có phần sắc bén vang lên bên trong chiếc chìa khóa, giống như tiếng chim hót. Sau đó, một luồng sáng vô biên bật ra từ chiếc chìa khóa và nhanh chóng bao lấy hai người họ. Khoảnh khắc hư không loạn lưu chạm vào họ, tia sáng phát ra mạnh mẽ, và sau đó hư không loạn lưu hoàn toàn nhấn chìm ánh sáng. Đường Tuấn cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Tước Thần Quân lại để anh ít nhất đạt đến hợp thể cảnh đỉnh phong rồi mới đi vào. Lúc này, toàn thân anh đều bị ánh sáng mờ nhạt bao phủ, tầm mắt của anh rất rõ ràng, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài ánh sáng. Ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, chính là hư không loạn lưu. Từ những nơi mắt thường có thể thấy, đều là hư không loạn lưu. Lúc này, anh như đang ở trong đại dương được hình thành bởi hư không loạn lưu. Lớp hào quang bao bọc lấy anh giống như một chiếc thuyền, chở anh băng qua đại dương. Tuy rằng lớp màng quang này có thể bảo vệ anh, để anh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một chút sức mạnh hư không vẫn thoát qua ánh sáng đánh vào người anh. Thứ sức mạnh đó như thể có vô số đôi bàn tay vô hình đang muốn xé nát linh hồn và thể xác của anh. Nếu như anh đang ở trạng thái đỉnh phong, loại đau đớn và chấn thương này sẽ có thể chịu đựng được. Nhưng hiện tại anh đã bị thương nặng về cả linh hồn lẫn thể xác, lúc này đối mặt với sức mạnh của hư không này anh có chút bất lực tòng tâm. Cơn đau dữ dội khiến anh không còn thời gian để quan tâm đến những chuyện khác, cũng như không nhận ra rằng Khương Thuần đã không còn ở bên cạnh anh. Sau khi cắn răng kiên trì nhịn được một thời gian, Đường Tuấn không chịu nổi nữa, lập tức lâm vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, sức mạnh vô hình của hư không cuối cùng cũng biến mất. Bùm một tiếng. Đường Tuấn cảm thấy như mình vừa va phải thứ gì đó rất cứng. Chiếc chìa khóa bí mật của Chu Tước Thần Quân biến thành một chùm sáng và biến mất. Không biết đã qua bao lâu, Đường Tuấn cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê. Chương 2598, đây là thôn thạch. Đau, đau không cách nào hình dung được. Đây là cảm giác đầu tiên của anh sau khi tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra,
thứ đầu tiên anh nhìn thấy là trần nhà làm bằng đá. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng đá. Đá không lạnh, nhưng tỏa ra một nhiệt độ nhàn nhạt ấm. Độ ấm này xâm nhập vào cơ thể anh từng chút len vào cơ thể anh qua giớ. Anh thở dài một tiếng, vết thương trong cơ thể anh thực sự hồi phục từng chút một dưới sự xâm nhập của nhiệt độ này. Tuy tốc độ này rất chậm nhưng cũng đủ chứng minh sự phi thường của tảng đá. Lúc này anh cũng nhận thấy được thương thế trên người, không khỏi nở nụ cười khổ. Trong cơ thể anh, kinh mạch, huyệt khiếu, đan điền, nguyên anh và linh hồn đều ở trong tình trạng sắp bị nghiền nát, giống như một cái túi không biết bị xuyên thủng bao nhiêu lỗ. Ở trạng thái này, anh vẫn còn chưa chết, thậm chí phải thừa nhận rằng anh rất may mắn. Trong phòng chỉ có anh, có mấy cái bàn ghế bằng đá, cùng một đôi bộ trà. Nơi này là nơi nào? Trong nội tâm Đường Tuấn khó hiểu. Không phải anh đã kích hoạt chìa khóa vào bí tàng Chu Tước Thần Quân rồi sao? Tại sao anh có thể ở một nơi như vậy? Vừa định đứng dậy, bên ngoài phòng vang lên một giọng nói kinh ngạc, cậu tỉnh rồi. Một cụ già chống gậy, lưng còng bước vào, mặc chiếc áo choàng xám xù xì, những nếp nhăn trên khuôn mặt như những rãnh hằn sâu vào da. Trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười chân thành và nhân hậu, ông ấy thực sự đã ở tu vi cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Ông, đây là nơi nào? Đường Tuấn hỏi. Ông ấy cười nói, đây là thôn thạch. Sau đó, ông ấy kể điều gì đó. Thì ra Đường Tuấn đã hôn mê ở ngoài thôn thạch, chính những người từ thôn thạch đã tìm thấy anh và đưa anh đến gặp ông ấy. Chương 2599 không ngờ đến giờ nó lại cứu sống anh. Ông ấy là bác sĩ của thôn thạch và cũng là trưởng thôn. Họ của ông ấy là Quý, nên Đường Tuấn gọi ông ấy là Lão Quý. Chàng trai, cậu có phải bị kẻ địch truy đuổi không? Làm sao có thể bị thương nặng như vậy? Lão Quý hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Bây giờ trong lòng anh cũng mờ mịt. Đây là thôn thạch, nhưng thôn thạch là nơi nào? Nó có liên quan gì đến bí tàng của Chu Tước Thần Quân? Cho đến khi nhận được những câu trả lời này, anh cảm thấy tốt hơn là không nên nói gì cả. Thực lực của anh lúc này có lẽ không bằng ông ấy trước mặt, nếu xảy ra chuyện, rất có thể sẽ chết ở đây. Thấy Đường Tuấn im lặng, Lão Quý tự giác được không hỏi thêm gì. Đường Tuấn cũng hỏi ông lão rằng ông ấy có nhìn thấy Khương Thuần không, ông ấy nói rằng anh là người duy nhất hôn mê bên ngoài thôn thạch, không có ai khác. Sau đó Đường Tuấn mới biết mình đã thất lạc với Khương Thuần, chỉ hy vọng Khương Thuần sẽ không gặp chuyện không may. Ông ấy nói, vết thương của cậu rất nghiêm trọng, y thuật của tôi có hạn, hơn nữa thôn thạch cũng không có linh đan tốt nên không có cách nào chữa khỏi vết thương cho cậu. Cậu còn có thể sống chủ yếu bởi vì trong cơ thể cậu có một sức sống mạnh mẽ, không liên quan gì đến tôi. Trong nội tâm Đường Tuấn khẽ động, lập tức hiểu được. Sức sống mãnh liệt đó chắc hẳn là thứ dược liệu quý còn trong cơ thể mà Hỏa Bà cho anh ăn. Vốn dĩ, Hoắc Bà muốn anh dùng năng lượng này để đột phá. Không ngờ đến giờ nó lại cứu sống anh. Từ khi tỉnh táo, hãy ra ngoài đi dạo, đối với quá trình phục hồi của cơ thể sẽ tốt hơn. Lão Quý nói xong thì bước ra khỏi nhà trước. Đường Tuấn do dự một chút, liền đi theo ông ấy đi ra ngoài. Chương 2600. Nhìn thấy Đường Tuấn cùng cụ già từ trong phòng đi ra, đám trẻ con kia nhao nhao vây quanh. Mà mấy thanh niên, tráng niên cũng tạm thời dừng tu luyện lại, xa xa lộ ra một nụ cười ôn hòa với Đường Tuấn, rồi tiếp tục tu luyện. Đường Tuấn cũng nở nụ cười với bọn họ, anh có thể cảm giác được những người này đối với anh không có bất kỳ địch ý nào. Lão Quý phất tay đuổi đám trẻ con đi vừa giải thích một số chuyện với Đường Tuấn. Chờ sau khi nghe ông lão kể lại, trong lòng Đường Tuấn khiếp sợ. Thôn Thạch chỉ là một thôn trang nhỏ dưới huyện Thiên Ba, mà ở huyện Thiên Ba thì thuộc quận Đan Dương thuộc Châu Phong Hải. Điều khiến Đường Tuấn bị sốc chính là một câu mà Lão Quý nói, từ sau khi thần quốc mở ra, chúng ta đã sống ở đây nhiều đời. Nơi này chính là Chu Tước Thần Quốc. Chu Tước Thần Quốc. Đường Tuấn bị bốn chữ này làm cho khiếp sợ. Động hư cảnh có thể ngưng luyện ra thế giới nhỏ, mà một ít thần quân cảnh giới độ kiếp đứng đầu thì có thể đem thế giới nhỏ phát triển và thay đổi thành thần quốc, có thể để cho sinh linh ở trong thần nội sinh hoạt tu hành, cùng với bên ngoài thế giới bình thường giống nhau. Nơi này đương nhiên chính là Chu Tước Thần Quốc.
Trong lòng Đường Tuấn giật mình. Vậy thì tất cả điều đó là hợp lý. Tại sao ngài lại nói cho tôi biết điều này? Đường Tuấn nhìn ông lão, hỏi. Ông lão nói điều này rất đột ngột. Ông lão cười ha hả nói, mấy vạn năm trước thần quốc đột nhiên đóng cửa, từ đó về sau chúng tôi bị nhốt ở nơi này, cậu là du khách từ bên ngoài đầu tiên trong mấy vạn năm qua. Ánh mắt Đường Tuấn chợt ngưng tụ. Lão quý khoát tay áo, nói cậu không cần khẩn trương, tôi không có ác ý. Tôi có thể thấy rằng cậu đến từ bên ngoài chỉ vì tình cờ. Trong cơ thể cậu có rất nhiều bảo dược, những bảo dược kia có vài loại đã biến mất trong thần quốc mấy ngàn năm, chỉ tồn tại trong lịch sử. Tôi chẳng qua là bởi vì sách đọc tương đối nhiều, vừa lúc nhận ra một ít khí tức bảo dược trong đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2600.